Dị thật. Trận đấu cuối cùng nào, chung kết. Yes. Yes. Baby với cái gì đây? Ui ui, sao quần nhanh thế? Em đợi chút để check lại quần nào. Cái baby với cái gì đây? Đây à? Baby của tí này, Roman của Tuti, sen của Hitty của Thảo, Hitty của Sagrap và sen của Game Tukom 9X. All of them.
26 là cho Man Cú tí, quân này là quân khó hơn. Chung kết. Phải nói thắng thì thắng đúng một trận rồi.
rất đông cho lòng gà của siêu đông. Không đây. Bắt đầu đi bỏ nhà đi bán được dân của sang Club Pity. Biết tụi đi, không biết tụi đi khỏe không đây. Tí nữa đã 27 này. Dành cho con Babylon. Phải là cố gắng để tiền dần con 9x. Bởi đấy mà sen vã thẳng 2L. Hai nhà mình nó quay con sen nó quay được không đây. Cái tí có vẻ như yếu yếu thôi, không phải khỏe lắm đâu. Đánh đàn bì cho bên kia, còn nhớ đánh thật. Rồi, toxic. Tỷ số là 2-3. Ô, bầy voi kìa. Rồi, chúng ta đi thua, tỷ số là 1-2 VC. Cảm ơn quan tâm dõi, ủng hộ và hẹn lại em vào những trận đấu ngày mai. Ngày mai thì sẽ có kèo đấu mà tí Tuti đối đầu với Công Tịnh Văn và kèo xi măng solo với Sang Club. Chào em nhá, kèo đấu sẽ bắt đầu dừng tại đây.